đó là bài Bạn đến chơi nhà của nhà thơ nào đấy? Bạn đến chơi nhà của nhà thơ nào? À, Nguyễn Khuyến ha. Vậy chúng ta sẽ cùng đọc cái bài thơ này trước ha. Một bạn hãy đọc cho cô bài thơ Bạn đến chơi nhà nào, Bảo Trâm. Bạn nghe bạn Trâm đọc rồi ha. Trâm về nhà học kỹ lại nha. Vậy thì cô đọc lại bài thơ này cho các bạn nghe ha. Bạn đến chơi nhà, đã bấy lâu nay bác tới nhà. Trẻ thời đi vắng, trở thời xa. Ao sâu nước cả khôn trài cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi trà. Cải chửa ra cây cà mới nụ, bầu vừa rụng rốn mướp đơm hoa. Đâu cho tiếp khách chầu không có, bác đến chơi đây ta với ta. Được chưa cả lớp? Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích cái khổ thơ là bài thơ này ha. A, lập dàn ý chi tiết. Cảm nhận bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến, lập dàn ý ha. Vậy thì như những cái bài trước, đối với cái yêu cầu của mở bài, các bạn phải giới thiệu được tác giả tác phẩm và nội dung chính của tác phẩm. Về nội dung chính của bài này đó là đề cao cái gì các bạn? Đề cao tình bạn thắm thiết keo sơn đúng không ha, chân thành không vụ lợi đúng không nào ha, không gì không đề cao của cải, thì đó chính là cái nội dung của bài thơ này. Vậy để đáp ứng được cái yêu cầu của mở bài, giới thiệu về tác giả, giới thiệu về tác phẩm, giới thiệu về nội dung, thì cô sẽ có lập dàn ý cô sẽ có mở bài chuẩn bị sẵn như sau. Nguyễn Khuyến là một trong những nhà thơ nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, với những bài thơ thể hiện nỗi niềm của mình trước nguy cơ nước mất nhà tan. Tuy nhiên, trong dòng thơ của ông, ta đã bắt gặp một bài thơ ca ngợi tình bạn đằm thắm, thiết tha, chân thành, với giọng điệu hóm hỉnh vui tươi. Đó là bài thơ Bạn đến chơi nhà. Như vậy cô đã đảm bảo được cái gì rồi hả? Cô đã đảm bảo được giới thiệu về tác giả, giới thiệu về tác phẩm và giới thiệu về nội dung của tác phẩm đúng không? Tác giả đây hả? Rồi, tác phẩm đây đúng không? Nội dung của tác phẩm là đây đúng không hả? Một tình ca ngợi, một tình bạn đằm thắm, thiết tha, chân thành đúng không nào? Như vậy cô đã đáp ứng được yêu cầu của phần mở bài đúng không các bạn? Ở phần thân bài này chúng ta sẽ giới thiệu khái quát về tác phẩm. Ở phần giới thiệu khái quát về tác phẩm chúng ta cùng giới thiệu cái gì? Ở phần giới thiệu khái quát về tác phẩm như ở bài Bánh trôi nước ha, hoặc bài Qua đèo ngang, cô giới thiệu với các bạn cái gì đấy ha? Giới thiệu với các bạn về nghệ thuật của tác phẩm này đúng không? Rồi về hoàn cảnh sáng tác này đúng không? Hoàn cảnh sáng tác này, rồi về gì đây ha, về nội dung này đúng chưa ha, thì chúng ta đều phải đảm bảo ba cái ý này. Và để đảm bảo được ba cái ý này thì cô hỏi lại bà Huyền Thanh Quan xin lỗi ha, Nguyễn Khuyến sáng tác bài thơ Bạn đến chơi nhà trong hoàn cảnh nào? Nguyễn Khuyến sáng tác bài thơ Bạn đến chơi nhà trong hoàn cảnh nào ha? Khi ông đang làm quan hay khi ông cáo quan về ở ẩn? Khi ông đang làm quan, khi ông cáo hay là cáo quan về ở ẩn? À đúng rồi ha. Khi ông cáo quan về ở ẩn tại làng quê thì ông mới sáng tác nên bài thơ này. Được chưa nào ha? Và đối với bài này thì nó đề cao cái tình bạn đúng không nào? Đồng thời nghệ thuật được sử dụng trong cái bài thơ này chủ yếu là phép liệt kê đúng không nào? Vậy chúng ta sẽ có thể viết như sau. Bài thơ Bạn đến chơi nhà được Nguyễn Khuyến sáng tác trong thời gian ông cáo quan về ở ẩn tại quê hương hả? Bằng thể thơ thất ngôn bát cú đường luật biến thể. Ở đây dừng lại, tại sao cô gọi nó là biến thể? Bạn nào hãy nhớ xem tại sao nó là biến thể. Biến thể tức là khác với bình thường hả? Bài thơ Qua đèo ngang được cô phân tích đó là theo cặp câu. Cặp câu nó được chia theo cái gì? Đề, thực, gì nữa? Luận và gì? À, kết, đúng chưa ha? Nó chia theo 4 phần. Đây là cái bố cục chung của thể thơ thất ngôn bát cú đường luật đúng không nào? Nhưng ở bài thơ Qua đèo ngang thì nó lại được chia theo như sau: một câu thơ đầu, 6 câu thơ tiếp và một câu thơ cuối, tức là nó chia thành 3 phần ha. Phần 1 một câu, phần 2 6 câu và phần 3 một câu. Như vậy nó đã phá vỡ cái gì đây? Cái bố cục nghiêm ngặt của cái thể thơ đề thực luận kết được các bạn đã được học ở trong bài gì?
trong bài qua đều ngang đúng không nào ha, mà thay vào đó là một cái bố cục 161. Như vậy người ta gọi đó là cái thể thơ thất ngôn bát cú đường luật biến thể. Vậy tại sao nhà thơ lại viết theo cái thể thơ viết theo cái bố cục đó? Bởi vì mục đích đó là nhằm để có thể diễn tả được cái cảm xúc của mình ha, đối với cái tình bạn thắm thiết chân thành mà người khách đã đến thăm ông. Vậy cô ghi như sau: bằng thể thơ thất ngôn bát cú đường luật biến thể, Nguyễn Khuyến đã viết nên một tác phẩm về tình bạn đầy nổi bật và giàu cảm xúc. Bài thơ không tuân theo bố cục đề thực luận kết, mà để thể hiện được ý thơ của mình, nhà thơ đã viết theo mặt cảm xúc với bố cục là một câu thơ đầu, 6 câu thơ tiếp và câu thơ cuối ha. Thì đó chính là cái gì đây? Giới thiệu được về khái quát, về nghệ thuật ha, về gì nữa? Về hoàn cảnh sáng tác. Rồi ha, vậy chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu những câu thơ một, phân tích những câu thơ một ha và cảm nhận về nó. Câu thơ đầu tiên. Mở đầu bài thơ là câu thơ giới thiệu một tình huống vô cùng bất ngờ. Đó là tình huống gì đấy? Tình huống gì nhỉ? Đã bấy lâu nay bác đến nhà, đúng không ha? Đầu tiên, các bạn sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ cùng phân tích nhá. Ha? Thời gian mà người bác này đến thăm Nguyễn Khuyến là đã lâu rồi hay là mới đây? Đã bấy lâu nay thì tức là lâu hay là mới? À, đã lâu rồi, đúng không nào? Đã lâu ha. Ở đây Nguyễn Khuyến gọi người bạn của mình là gì đấy? Là gì đấy? Là bác, đúng không nào? Bác ở đây thể hiện cái gì? Tình cảm như thế nào? Một tình cảm đáng quý, đúng không nào? Ha. Đáng quý, đáng trân trọng, đúng không ha? Trân trọng, đúng chưa nào ha? Và còn thể hiện sự kính trọng của Nguyễn Khuyến đối với người bạn này nữa, đúng chưa? Vậy thì đã trong một thời gian dài, người bạn đáng quý này, người bạn như thế nào đáng trân trọng này, quý giá này mới đến thăm Nguyễn Khuyến, thì chúng ta nghĩ rằng Nguyễn Khuyến sẽ tiếp đại bạn có chu đáo không? Theo như bình thường, Nguyễn Khuyến sẽ tiếp đại bạn chu đáo không? Có, đúng không nào? Nguyễn Khuyến thể tiếp đại bạn chu đáo, đúng không nào ha? Bởi vì đây là một người bạn như nào, một người bạn quý mà, đúng chưa ha? Theo như thông thường thì chúng ta sẽ tiếp người bạn ấy như thế. Vậy thì chúng ta sẽ đi viết về một cái câu thơ đầu này như sau. Mở đầu bài thơ là câu thơ giới thiệu về một tình huống đặc biệt. Đó là cuộc gặp gỡ gì đấy? Lâu ngày của Nguyễn Khuyến với một người bạn đáng quý khi đến thăm ông. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Khuyến gọi người bạn này là bác. Phải chăng đây là một tình bạn quý vô cùng gắn bó, thân thiết đã lâu không gặp và nay mới có cuộc hội ngộ ha? Có lẽ người đọc dự đoán rằng Nguyễn Khuyến sẽ tiếp bạn thật chu đáo, tươm tất với những món ăn ngon, những ly rượu quý hiếm. Thế nhưng 6 câu thơ tiếp lại đi ngược lại hoàn toàn với cách nghĩ của độc giả, đúng không? Đây là cái câu dẫn để chúng ta có thể vào cái phần gì đây? 6 câu thơ tiếp theo. Vậy các bạn có thể viết cho cô cái này ha? Viết phần này vào cho cô nhá. Chưa xong nha. Chưa viết xong. À, xong rồi. Rồi tiếp theo ha. Vậy thì như vậy đây chính là cái câu dẫn để các bạn vào 6 câu tiếp theo. Vậy 6 câu tiếp theo như thế nào? Chúng ta cùng phân tích nhá. Trẻ thời đi vắng chợ thời xa, ao sâu nước cả khôn trài cá, vườn rộng rào thưa khó đuổi gà. Chú ý 3 câu thơ đầu tiên ha. Đầu tiên ha, khi người bạn đến chơi nhà thì Nguyễn Khuyến muốn đãi bạn cái gì đây? Ở chợ thì có gì? Có thịt nè, đúng không? Có rượu nè, đúng không nào ha? Ở chợ thì có thịt có rượu. Vì vậy cho nên Nguyễn Khuyến muốn đãi bạn gì đây? Thịt và rượu mua ở chợ. Tuy nhiên hoàn cảnh có cho phép hay không các bạn? Hoàn cảnh có cho phép không? Không cho phép, bởi vì sao đây? Trẻ thì đi vắng, mà chợ thì như thế nào? Thì rất là xa, cho nên không thể nào đi được, đúng không nào ha? Bây giờ những món ngon ở chợ không có, Nguyễn Khuyến muốn tiếp đãi bạn những cái món có sẵn trong vườn nhà mình. Đó là gì đây? Đó là cá, đó là gà và đó là gì ha? Đó là những gì đây? Rau củ, đúng không nào? Rau củ, đúng không nào ha? Vậy thì thử xem nhá. Nguyễn Khuyến dắt bạn Nguyễn Khuyến ra ao để bắt gì? Bắt cá, đúng không nào? Thế nhưng ao thì như thế nào? Ao thì sâu. Nước cả tức là nước như thế nào? Nước lớn. Hai người bạn già có thể bắt cá được không? Hai người bạn già có thể bắt cá được không? Hoàn toàn không.
Vậy thì tiếp theo ha, ông muốn làm gì? Ông muốn bắt gà thịt gà để đại bạn đúng không nào ha? Nhưng khi ra vườn thì vườn quá rộng mà rào quá gì? Quá thưa. Gà nó chạy cũng chả bắt được gà đúng không nào? Cho nên ha, thịt không có, cá không có đúng không? Gà cũng không có. Ông tiếp đại bạn bằng gì đấy? Bằng rau củ, tức là bằng những cái thứ được trồng ở nhà mình đúng không? Thế nhưng khổ nỗi cả cái, cả cà, cả bầu và cả mướp thì gì? Chưa tới vụ thu hoạch, tức là chưa ăn được. Cải thì vừa mới ra cây, cải thì lá phải to mới ăn được đúng không nào? Ha? Cà thì mới nụ, cà giờ mới có nụ, cà thì người ta ăn quả, mà bây giờ mới có nụ thì lấy gì mà ăn đúng không nào? Ha? Bầu vừa rụng rốn, giờ bầu mà nó vừa mới rụng rốn thì làm gì có quả? Mướp đương hoa, mướp đang ra hoa đúng không nào? Tất cả rau củ đều gì đấy? Ha? Đều không gì đấy, đều chưa đến mùa thu hoạch đúng không nào? Chưa đến mùa thu hoạch đúng không? Nhưng ở trong này các bạn sẽ rõ ràng này ha, tác giả sử dụng cái từ không với cái từ có đúng không nào? Các bạn nhìn ha, ao sâu nước cả không chài cá, vườn rộng đào thưa khó đuổi gà đúng không nào ha? Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy tác giả gì đây ha? Tác giả đặt chúng ta vào cái chiều hướng đó là gì đây ha? Giữa cái không và cái có đúng không? Vậy thì tác giả không có cái gì? Tác giả không có cái gì đấy? Không có thức ăn ngon đúng không? Rồi không có cái gì nữa? Rượu ngọt đúng không? Rượu hiếm đúng không nào? Rồi gì đấy? Không có vật chất, không có của cải đúng không? Nhưng rõ ràng các bạn sẽ thấy ha, Nguyễn Khuyến sẵn sàng tiếp đãi bạn mình chỉ vì là hoàn cảnh không cho phép mà thôi đúng không nào? Sẵn sàng tiếp đãi đúng không nào? Ra bắt cá, ra bắt gà, ra hải rau đúng không? Nhưng khổ nỗi tất cả những điều đó hoàn cảnh nó không cho phép Nguyễn Khuyến để thực hiện được cái điều đó, chuẩn bị những cái món ăn để đãi bạn mình. Như vậy cái có của Nguyễn Khuyến ở đây là có cái gì? Không có vật chất, không có của cải, nhưng có cái gì? Có tấm lòng đúng chưa nào ha? Chính cái tấm lòng mới có thể làm nên được cái gì? Mới làm nên được ý nghĩa của tác phẩm. Vậy chúng ta sẽ cùng phân tích như sau. Khi đọc những câu thơ, ta nhận thấy Nguyễn Khuyến không có gì để tiếp đãi bạn. Nhưng nếu phân tích kỹ, độc giả sẽ thấy Nguyễn Khuyến là một người vô cùng rộng rãi. Ông trân trọng bạn mình, muốn đãi bạn mình thật nhiều thứ nhưng hoàn cảnh không cho phép, đúng không? Rồi, viết vào cho cô ha. Nhưng hoàn cảnh không cho phép. Rồi, phân tích nè. Khi bạn đến chơi, ông muốn đãi bạn thịt ha, thịt rượu ngon mua ở chợ. Nhưng chợ thì xa, trẻ thì không có ở nhà, nên ông muốn tiếp bạn bằng những thứ cây, nhà, lá vườn có sẵn trong vườn nhà mình, đúng không ha? Trước tiên Nguyễn Khuyến muốn ra ao bắt cá để đãi bạn, nhưng khổ nỗi ao thì sâu, nước thì lớn nên chẳng thể bắt được ha. Không bắt được cá thì gì đây? Nguyễn Khuyến ra gì? Ra vườn để bắt gà. Nhưng khi ra đến vườn thì vườn rộng rào thưa nên khó đuổi gà. Giờ đây cá gà cũng không bắt được, ông định tiếp đãi bạn bằng rau quả có trong vườn thì cải chữa ra cây, cà mới nụ, bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa. Rõ ràng cả cải, cả cà, cả bầu, cả mướp đúng không? Đúng lúc này cũng chưa thể ăn được vì chúng chưa đến mùa thu hoạch đúng chưa nào ha. Rõ ràng chúng ta sẽ thấy vườn nhà ông có rất nhiều thứ để đãi bạn hiền và ông cũng muốn được tiếp bạn thật chu đáo, nhưng hoàn cảnh thì không thể tiếp bạn như ông mong muốn. Vật chất thì không có, thức ăn dân dã đạm bạc cũng không, cũng thiếu đúng không? Ông đành đãi bạn bằng tình thân, định mời bạn bằng miếng trầu để tâm tình chia sẻ trò chuyện với nhau đúng không? Vậy thì rồi xong chưa cả lớp? Như vậy đây là cái câu mà cô muốn dẫn dắt các bạn vào cái bài vào cái câu thơ gì đây? Đầu trò tiếp khách trầu không có đúng không nào ha? Tức là sao đây? Các bạn phải hiểu nha. Ngày xưa dân gian ở đối với đất nước Việt Nam, truyền thống của Việt Nam á, thì miếng trầu là đầu câu chuyện. Khi đến nhà ai người ta cũng sẽ mời họ một miếng trầu để mà nói chuyện, để tâm tình, để trao đổi đúng không nào?
thể thể hiện những cái suy nghĩ của mình với nhau, đúng không? Và vì vậy cho nên kiểm điểm chầu nó là một cái gì, một cái đồ vật mà phải có đó, phải có trong gia đình ha. Thế nhưng ở đây Nguyễn Khuyến có hay không? Đầu trò tiếp khách chầu không có, có không các bạn? Có không? Miếng chầu có không? Quả cau có không? Đến mức độ mà miếng chầu quả cau cũng không có, đúng không? Vậy thì cô viết như sau: dân tộc ta luôn có quan niệm miếng chầu là đầu câu chuyện, vì thế thứ tất yếu phải có trong nhà là lá chầu, miếng cau. Vậy mà Nguyễn Khuyến cũng không có. À, theo các bạn Nguyễn Khuyến, à, các bạn nghĩ rằng Nguyễn Khuyến không nghèo, đúng không nào ha? Có thể là Nguyễn Khuyến không nghèo, đúng không? Nếu như mà Nguyễn Khuyến không nghèo thì Nguyễn Khuyến muốn nói điều này ra để làm gì? Để nhấn mạnh cái tình bạn như nào đây? Tình bạn chân thành thắm thiết đến với nhau bằng tấm lòng. Còn nếu như nhà Nguyễn Khuyến nghèo, đúng không nào? Nhà Nguyễn Khuyến nghèo ha, thì cũng thấy được rằng cái tấm lòng của Nguyễn Khuyến là có nghèo hay không? Tấm lòng của Nguyễn Khuyến là nghèo hay không? Không nghèo, đúng không nào? Tấm lòng của Nguyễn Khuyến thì rất là rộng rãi ha. Như vậy dù cho suy nghĩ ở cách nào, Nguyễn Khuyến nghèo hay là không nghèo, thì nó cũng như thế nào đây? Nó cũng bộc lộ được cái hàm ý của nhà thơ, đúng không cả lớp? Đúng không ha? Vậy thì trong cái không có như chúng ta lúc nãy phân tích, trong cái không có, không có của cải, không có vật chất, đúng không nào ha? Nhưng có cái điều cao quý hơn tất cả, đó là tình bạn chân thành, đúng không cả lớp ha? Vậy cô sẽ viết cái phần này như sau: nhưng chính cái không có đó, tác giả muốn nói lên một cái có thiêng liêng cao quý hơn, đó là tình bạn chân thành thắm thiết, đúng không nào? Không có gì? À, không có thịt, không có rượu, không có gà, không có cá, không có rau, không có chầu, đúng không nào? Nhưng đổi lại Nguyễn Khuyến và người bạn có gì? Có tình cảm chân thành, có tấm lòng gì đấy? À, có tấm lòng yêu thương, đúng không? Có gì nữa? À, có sự chia sẻ, có sự đồng cảm, đúng không nào? Không phải sống vì vật chất, không phải sống vì gì? À, vì của cải, đúng không? Thì cái có này được hơn cái không có, đúng không cả lớp? Cái có này nó được rất nhiều so với cái không có, được không cả lớp? Được không? Rồi ha, vậy chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đi phân tích cái chỗ này nhá. Rồi, như vậy ở cái nội dung ở cái bài này ha, rõ ràng câu kết nó là một câu bật ra được cái tình cảm chân thành của tác giả, đó là gì đây? Bác đến chơi đây ta với ta ha. Vậy để có thể chuyển ý sang cái câu cuối cùng, cô viết như sau: câu kết là một sự bùng nổ về ý và tình. Tiếp bạn chẳng cần có mâm cao cổ đầy, cao lương mỹ vị, cơm gà cá mỡ, mà chỉ cần có một tấm lòng, một tình bạn chân thành thắm thiết. Họ đã đến với nhau bằng tình bạn chân thành đẹp đẽ gắn bó biết bao ha. Bác đến chơi đây ta với ta. Lại một lần nữa từ nào xuất hiện đây các bạn? Từ nào xuất hiện đây ha? Lại một lần nữa từ nào xuất hiện? Từ nào nhỉ? Từ bác xuất hiện, đúng không nào ha? Lần thứ hai chữ bác lại xuất hiện trong bài thơ này để thể hiện được cái sự kính trọng, quý trọng của nhà thơ đối với bác. Bác đã đến gì đấy? Bác đã đến thăm Nguyễn Khuyến khi tuổi đã già, sức là yếu, đúng không nào? Đường quá xa xôi thì quá là quý giá rồi, đúng không? Quý hóa quá, đúng không nào ha? Tiếp theo, cho nên tình bạn là trên hết. Không có một thứ vật chất, một thứ của cải nào nó có thể thay thế được tình bạn tri âm tri kỷ. Mọi thứ vật chất ở Nguyễn Khuyến đều không có, nhưng lại có cái tình bằng hữu tâm giao, đúng không các bạn ha? Đó là cái tình bạn tâm giao ha. Chữ ta này trong cụm từ ta với ta là đại từ xưng hô chỉ ai đấy? Ta ở đây là ai đấy? Ta ở đây là Nguyễn Khuyến. Còn ta thứ hai chính là gì? Chính là người bạn, đúng không nào ha? Vậy cụm từ ta với ta ở đây nó khác với cụm từ ta với ta ở trong bài thơ Qua Đèo Ngang không? Có khác không nào? Tập trung nghe cô giảng, không viết nữa Huệ ơi. Có khác không? Hoàn toàn khác, đúng không nào? Bởi vì cụm từ ta với ta ở trong bài thơ Qua Đèo Ngang nó chỉ có mấy người thôi? Chỉ có mấy người, đúng rồi, chỉ có một người. Và bởi vì chỉ là bản thân mình đối diện với chính mình nên mới gì đấy? Bộc lộ được cái gì? Nên mới bộc lộ cái nỗi cô đơn lên tới tột cùng của bà Huyện Thanh Quan, đúng không nào? Nhưng ở đây cụm từ ta với ta này là đại từ nhân xưng, đại từ xưng hô. Ta
thứ nhất là Nguyễn Khuyến, ta thứ hai là người bạn, đúng không nào? Ở đây là hai người chứ không phải một người. Và ở đây không phải là sự cô đơn mà là gì đây? Tình bạn chân thành, đúng không nào? Xuất phát từ tấm lòng, đúng chưa? Vậy ha, chúng ta có thể nói chữ ta là đại từ nhân xưng. Trong bài thơ này là bác, là tôi, là hai chúng ta, không gì ngăn cách được. Tuy hai người nhưng suy nghĩ, tình cảm, lý tưởng sống của họ hoàn toàn giống nhau. Họ coi thường vật chất, trọng tình cảm. Họ thăm nhau, đến với nhau là dựa trên tình cảm, niềm gắn bó keo sơn thắm thiết. Tình bạn của họ là thứ quý nhất, không có gì sánh được. Được không các bạn? Rồi ha, cô nói tiếp nhá. Cụm từ ta với ta đã bộc lộ được cái gì? Hết tình bạn đáng quý ấy ha. Chỉ cần ta với ta, cùng hai tâm hồn đẹp, hai tình bạn đẹp là đáng quý và đáng trân trọng biết bao. Được không các bạn ơi? Được chưa ha? Như vậy chúng ta đã nhấn mạnh được cái tình bạn chân thành của ai đây? Của tác giả, đúng không? Rồi các bạn ghi cái này vào cho cô ha. Và chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần kết bài. Ở phần kết bài này thì chúng ta sẽ cảm nhận chung về bài thơ ha. Bài thơ gì đấy? Bài thơ Bạn đến chơi nhà của Nguyễn Khuyến là một trong những bài thơ mang cái ý nghĩa sâu sắc về tình bạn, đúng không nào? Tác phẩm đã đề cao cái gì đây? Tình bạn chân thành, thắm thiết, không vụ lợi, không vật chất và đến với nhau bằng tấm lòng, đúng không? Bằng cái gì ha? Bằng giọng điệu hóm hỉnh, vui tươi, đúng không nào? Với cái thể thơ Thất Ngôn Bát Cú Đường Luật biến thể, Nguyễn Khuyến đã gửi đến độc giả một bài.